chiều qua 30 tháng 3 đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và xe tải trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một người bị thương nặng. Nguyên nhân tai nạn được cho là nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe tải. Vào thời điểm trên, nam thanh niên hơn 20 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 63F6-0251 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Bình Điền về đường Đinh Đức Thiện với tốc độ cao. Khi đến giao lộ 1 Bùi Thanh Khiết thì đâm thẳng vào đuôi xe tải loại 2,2 tấn mang biển kiểm soát 51C-81303 chạy phía trước đang giảm tốc độ và xi nhan để quay đầu xe. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên bị thương nặng và được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Giao thông qua hiện trường vụ tai nạn gặp khó khăn.